Vâng, thưa quý vị, có lẽ ngày báo chí không chỉ là dịp chúng ta tôn vinh những nhà báo, phóng viên đang hoạt động trong các cơ quan báo chí, có một bộ phận không nhỏ, những người làm báo không chuyên đang ngày đêm đóng góp công sức để truyền tải thông tin đến cho các độc giả cũng như khán giả trong và nước ngoài. Đơn cử như kênh truyền hình VTV4 mà quý vị và các bạn theo dõi hàng ngày, lượng tin bài chúng tôi nhận được từ các cộng tác viên ở nước ngoài là nguồn thông tin rất quan trọng, làm phong phú thêm cho kênh VTV4. Trong không khí của ngày cách mạng báo chí Việt Nam 21 tháng 6, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những cộng tác viên của VTV4 cũng như đại diện một số báo cộng đồng của người Việt tại một số quốc gia có đông kiều bào sinh sống. Anh Dũng hiện đang kinh doanh nhà hàng tại Cộng hòa Liên bang Đức, lại bén duyên với nghề làm báo một cách hết sức tình cờ. Từ chiếc máy quay phim mua về để ghi lại hình ảnh con trai lúc chào đời, anh đã đam mê quay phim lúc nào không hay. Được bạn bè động viên khích lệ, mỗi lần bà con người Việt hội họp hay lễ Tết là anh Dũng lại kiêm luôn chân phóng viên tác nghiệp để chuyển tin bài về cho VTV4. Thực ra thì cuộc sống của những người Việt Nam sống tha hương ấy, thì cái lúc nào cũng nghĩ về Việt Nam, cũng như là bản thân mà có một cái trong nhà mình có một cái đài TV mà nhận được phụ huynh được VTV4 là một cái coi như là một cái món ăn tinh thần rất là bổ ích cho những người Việt sống xa hơn. Thì giả dụ như bây giờ một cái bản tin của tôi mà sau khi mà tôi được gửi về mà với thế vốn mà đã coi như là phát lên, thì thực ra mà nói đối với bản thân tôi đó là một cái coi như là khích lệ rất là lớn, mặc dù là làm việc không có lương. Những du học sinh trẻ tuổi cũng đã trở thành cầu nối giúp khán giả VTV4 cả trong và ngoài nước có được những thông tin về hoạt động của cộng đồng thanh niên Việt Nam tại nước ngoài. Đam mê, năng động, nhiệt tình, sông sáo là những gì họ để lại ấn tượng trong chúng tôi. Nhân dịp này cho phép tôi được gửi lời chúc mừng tới tất cả các nhà báo trong và ngoài nước, tất cả các phóng viên trực tiếp và gián tiếp đã đưa đến công chúng những thông tin bổ ích nhất. Là một cái niềm vui và một cái niềm động viên cho những người làm báo như chúng tôi. Mặc dù là đây là những người làm báo, những nhà báo làm theo cái niềm đam mê và hoàn toàn tự nguyện, cũng như là các cái chi phí là đều phải tự túc, nhưng mà chúng tôi cảm thấy cũng rất là vui vì được độc giả đón nhận rất là quý. Thanh Dũng cũng không có gì hơn, không có quên là gửi lời chúc tất cả các cộng sự, các anh chị, các bạn bè những lời chúc tốt đẹp nhất, và hy vọng rằng chúng ta sẽ mãi mãi tiếp tục là cộng sự tốt. Xin chân thành cảm ơn và gửi lời chào từ Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng, và cũng nhân ngày báo chí, xin được thay mặt những người làm chương trình cảm ơn các anh chị cộng tác viên đang hàng ngày đóng góp vào sự hấp dẫn và làm phong phú thêm nội dung của kênh truyền hình VTV4. Và chúng tôi cũng hiểu rằng với điều kiện tác nghiệp còn nhiều khó khăn như vậy thì chỉ có lòng đam mê mới có thể giúp cho các anh chị nhiệt tình và gắn bó với công tác báo chí cộng đồng như vậy. Một lần nữa xin được chúc mừng các anh chị nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam.